Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda CB400X 2020 ra mắt cái chiến mã thể thao lưỡng dụng. Cái dòng Honda CB400X 2020 xuất hiện đem đến thị trường mới cho giúp những tay lái có những cái chiến chinh phục được mọi nẻo đường tốt hơn. Honda CB400X 2020 là một cái dòng xe được sản xuất tại Nhật Bản, thuộc cái loại xe thể thao lưỡng dụng, có thể tùy chọn những gam màu mới bắt mắt hơn. Cụ thể hai màu tùy chọn là đen kim loại và cái màu trắng ngọc trai. Cái dòng mô tô này có những cái vệt màu đỏ trên khung gầm, cái vành bánh xe màu đen, giúp cho cái chiếc CB400X 2020 trở nên cuốn hút và tươi mới hơn so với các khẩu khác. Ngoài cái vị trí tùy chọn màu mới thì cái chiếc Honda CB400X 2020 vẫn kế thừa những đặc điểm cơ khí như thời trước đây, được sử dụng cho mình sức mạnh từ một khối động cơ xanh đôi, dung tích là 399cc, làm mát bằng chất lỏng, chế thiết kế DOC, hệ thống lọc phun sinh tử PSI của nhà Honda. Xe có khả năng đạt được công suất đa 46 lực, ở ngưỡng mồm tua là 9.000 vòng trên phút, moment xoắn cực đại 38 Nm, ở ngưỡng mồm tua là 7.500 phút, đi cùng với hộp số còn tài 6 cấp. Các trang bị thiết kế của chiếc CB400X 2020 phản ánh rõ cái tính thực tế. Đèn flash có cái dãy đèn led chạy ngày. Cái kính chắn gió trước đem lại bảo vệ tốt hơn cho những lái xe khỏi những lực cản của gió. Và cái bộ phận này thì có hai nắp tùy chọn. Cái mẫu xe thể thao lưỡng dụng có vị trí ngồi thẳng đứng rất thoải mái. Cái cụm đồng hồ xe bằng cái đực số cung cấp rất nhiều thông tin từ mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, vị trí hộp số, cho tính cái quãng đường cần đi. Và đây là một vài tính năng khá nổi bật đáng chú ý của cái chiếc Honda CB400X 2020. Cái ống sạc kép, đèn hậu LED, đèn xi nhan cũng dạng LED, phanh trước có 5 cấp tùy chỉnh, cái cụm đồng hồ có hỗ trợ chống trượt, cái độ sáng trầm 150mm, cái chè cửa yên ngồi 800mm. Cái dòng là Honda CB400X 2020 thực tế là một cái dòng xe hành trình và vượt. Cái mẫu xe này có thể đem đến cho những tay lái những trải nghiệm khá thú vị, nên trên những cái cung đường xa, chinh phục những cái ngọn đèo cao, rừng sâu, với thiết kế dạng xe vượt và những cái dòng xe đường trường, nên CB400X 2020 rất là mạnh mẽ như một cái con chiến mã. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này. Tiếp nhớ like, share, subscribe.